bao giờ chỉ cho người giàu cách xài tiền. Là công nhận 16 lúc năm nay màu đẹp thiệt. Hai con máy này á, nó xem về giá nhau hả? Nó gần như là bằng y chang giá nhau anh chị, 256GB. Em không có so sánh giữa 15 Pro Max với 16 Pro Max, lý do là hai con máy này nó chênh lệch đẳng cấp cao quá. Nó chênh lệch đẳng cấp về giá đó, à, thì mình không có so nữa ha. Mình so 16 LED, 16 LED 256GB và 15 Pro Max 256GB thì nó cùng mức giá. 16 LED á, nó sẽ đẹp hơn về màu sắc nè ha. Đó, thiết kế có thay đổi chút xíu là camera nó là về hình thẳng rồi, nó không hình xéo nữa. Còn 15 Pro Max á, thì chắc chắn nó vẫn giữ được 3 camera ha, vẫn xịn xò hơn. Nói về chip, 15 Pro Max nó đang sử dụng chip A17 Pro, chắc chắn nó sẽ hiệu năng nó cao hơn là cái thằng A18 thường này. Cái thứ hai nữa, quan trọng nhất ở trên chiếc iPhone đó là màn hình 120Hz, còn 16 LED chỉ dừng lại ở mức 60Hz thôi. Điều rất đáng quan tâm cho anh em sử dụng game ha, hoặc là ví dụ như mọi người hay lướt web nào kia thì chắc chắn cái màn 120Hz này nó sẽ đem đến trải nghiệm mượt mà hơn. Màn hình con này là đều kích cỡ 6.7 inch ha. À, cái thứ tư đó là viền titan với lại là viền nhôm. Thì mọi người biết rồi, titan nó vẫn là gì đó rất là cao cấp hơn. Cái thua ở cái 15 Pro Max so với 16 Pro Max năm nay á, đó chính là không có nút camera control mà như em Cường đã review ở cái clip trước. Cái nút này có thì tốt, mà nó không có cũng chả sao nha. Hầu như em nói anh chị là ít ai sử dụng nó, mà nó cũng rất là khó thao tác tại vì nó nhỏ, rất là khó bấm ở trên đây anh chị. Đây, như anh chị nè, rất là khó để thao tác. Đó, còn ví dụ như anh chị vô trong màn hình á thì anh chị sẽ dễ dàng tinh chỉnh hơn. Đó, mà quan trọng là thích cái màu đúng không em? Quan trọng là thích cái màu đó. Bởi vậy em nói là không có gì quan trọng bằng cái sở thích của mình hết. Thích là nhất thôi. Quan trọng là mình thích cái model này và thích cái màu này là mình có quyền.